Trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một click đăng ký. Và đừng quên là kích vào cái chuông, nhận tất cả thông báo để có thể cập nhật những video mới nhất và sớm nhất từ channel mình. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình làm cái gaming đây. Và nếu như bạn nào thích mình làm tiếp tục những cái video về Minecraft nữa thì đừng quên là giúp mình đạt 2000 like cũng như là sang bên channel MK Minecraft cũng như là MK MCB để ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video thôi nào. Let's go. Ok, thì ngày hôm nay mình đang có mặt ở một cái thế giới. Đố các bạn biết thế giới này là thế giới gì? À quên, các bạn coi tiêu đề là bạn biết rồi. Thế giới này có tên là thế giới đảo lộn các bạn, tức là tức là những cái đồ ở trong này nó hoàn toàn là đảo lộn hết nha các bạn. Các bạn sẽ gọi là craft ra những cái đồ từ lưa hột dưa, từ lưa hột mít hết. Tất cả đều là từ lưa nha các bạn. Đấy, đây mình quay. Nếu vậy thì nếu như vậy thì cái này nó đâu có tác dụng gì các bạn, đúng không? Cái này nó làm gì còn tác dụng nữa, nó ra mấy cái tấm kính là không có tác dụng rồi. Ok, mình sẽ đi lên đây lấy thử coi gỗ bạch dương rồi chúng ta sẽ có cái gì quay. Mình tạo thế giới nó xuất hiện ngay ở trong chỗ cái vị trí gọi là cái vùng băng luôn các bạn. Cái này được cái gì? What the hell được. Oh my god, đây là gọi là công thức bị đảo lộn các bạn à. Nhưng mà cũng khá là thú vị đó bạn, tại vì kiểu như nó sẽ giúp cho chúng ta gọi là trải nghiệm giải trí Minecraft bạn. Và mình sẽ thử mấy cái bông hoa. Đúng rồi, bông hoa này nó sẽ có được quay gậy này, bít tông này. Oh my god, cái gì này này, cái nào là gậy ta. Ừ, cái hoa vàng là gậy đúng không? Mình sẽ lấy ít gậy, hoa đỏ là cái gì ta? Oh, bột bê tông tím. What the, bột bê tông tím cũng được. Nhưng mà không, mình lấy hoa vàng đi, mình ưu tiên mình lấy hoa vàng các bạn. Tại vì sao? Mình gọi là lấy hoa vàng để chúng ta có thể gọi là đổi ra cái gậy. Còn cái này thì lấy bít tông cũng được, tạm ổn thôi. Ủa? Hoa trắng là ra cửa sập hả? Ồ, hoa trắng ra cửa sập các bạn ơi. Và bốn cục cát này chúng ta cũng có thể craft được nè. Tức là nhận quầy nó hiện lên bảy công thức gì kìa. Vai nồi. Ồ, công thức này còn công thức gì nữa không ta? Làm gì còn công thức gì nữa đúng không? Ê, từ từ. Mình có thể giết cừu các bạn, tại vì hai cái lông cừu là cũng có công thức nha. Đừng đùa. Quay, mình không biết là cái bàn chế tạo đó là cái công thức gì ta. Ấy chà. Ê, hoa xanh. Ủa nãy mình lấy hoa xanh cho ta. À, hoa xanh là biết tông đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ cần phải giết mấy con cừu cái để mình coi thử coi. Công thức. Chết đi. Trời, trâu thế. Con này đúng trâu luôn các bạn. Chết đi. Ê, có mía. Trâu vãi nồi. Ở trong này có gì không? Không có gì á. Mình sỏi. À quên, sỏi cũng đâu có gì các bạn. Sỏi cũng không có công thức. Nhưng mà what the hell? Sẽ có một con cừu à? Từ từ nha, để mình coi thử có cái công thức gì chúng ta có thể craft được trong cái thế giới này không nhờ. Không được, không có công thức gì hết á. Bây giờ mình cần phải kiếm được đá hoặc là gỗ hoặc là cái gì đó. À, giết mực thử coi. Mày giết mực. Mực nó có túi mực các bạn. Túi mực có thể craft được. Mày chết đi. Tao hết oxy. Trụ dài thế, con này trâu vãi nồi các bạn. Wow, con cổ nó đi nhanh. Ê, đứng lại. Con mực kia, đứng lại. Không được, chạy đi đâu. Đi đâu mà vội mà vàng. Đó, quầy công thức gì thấy. Mũi tên ma quỷ. Oh my god. Cái này là không có công thức rồi đó. Công thức này làm gì đổi được cái gì. Bí ngô, đúng rồi, bí ngô có công thức các bạn. Đúng ta. Hay là mình cần phải mía có công thức nè. Mía có công thức nè. Bùm. Đó, công thức gì nè. Vãi nồi cờ hiệu hả? Cờ hiệu này làm được gì đâu trời. Ai chà chà. Ê, bí ngô hình như là phải cắt cái mắt ra mới có công thức hay sao các bạn ơi. Chúng ta bật lửa. Cũng được. Mình không biết bật lửa nó làm gì luôn á các bạn. Oh my god, bây giờ làm sao để chúng ta có làm. Đây, có công thức này. Đây rồi. Công thức này được gì đây? Để coi cái này được gì. Nút gỗ hả? Nút gỗ để dùng cho bít tông. Ồ, cũng được. Được phết á. Được của nó. Không biết được cái gì luôn, cái nút gỗ với lại cái bít tông mà mình chả biết được cái gì luôn các bạn. Gà không được gì hết. Nói chung là ở đây giống như kiểu mình chơi game này là để nhớ công thức chế tạo gì các bạn.
chứ thật sự là cái này nó đâu có gì đâu. Ôi, cái gỗ không biết cái gỗ này được cái gì đây, đập ra là nó sẽ hiện công thức bên góc phải giùm ta. Thử coi. Gì à? Lắc à. Ôi, cái gì vậy? Cầu thang gì ta? Cầu thang lăn trụ biển. Oh my god. Như vậy là chúng ta hình như là hết hết cái để craft rồi đúng không ta? Còn gì nữa không ta? À đây lông cừu, lông cừu. À mình kiếm thêm. Mình cần phải kiếm thêm một cái lông cừu nữa các bạn. Ủa, chưa có lông cừu trắng luôn. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ kiếm hai cái lông cừu trắng để coi craft ra cái gì. Ấy da. Ấy da. Chết đi. Trời ơi con này trâu vãi nồi các bạn. Một cái, còn cái nữa. Cho cái nữa đi. Quay. Chết rồi các bạn ơi. Các bạn thấy cái gì không? Trời đang tối. Hoa văn. What the hoa văn. Oh my god. Chết tôi rồi. Trời tối mà không có cái gì hết mà chỉ có hoa văn là thấy xong rồi. Chết rồi. Gỗ rồi không có. Bí ngô. Oh my god. Ai chà chà. Hơi căng các bạn. Bây giờ mình sẽ mày 2 3 sau đó đốt lên. Chết không ta? Đánh 3 cái đốt chết không? Đốt vãi nồi, đốt thịt cừu ra cái đất sét nung. Trời ơi. Có chết tôi không chứ? Vậy là toang rồi các bạn ơi. Vậy đốt cái này để thử 1 2 3. Mình thử rồi cái con cừu xám này thì ra cái gì. Wow, ra vẫn ra đất sét nung các bạn. Thịt cừu ra đất sét nung. Hồi nãy cái gì nó ra cái đốt cái gì ra. À hình như là nãy đất sét là ra bật lửa đúng không? Chết đi. Quay không chết rồi bạn. Chết đi. Trời ơi, ra cầu thang. À để coi thịt bò thì sao. Thịt bò thì sao? Uầy, ra xe mỏ, what the xe mỏ. Chết đi. Zombie trâu hết nha. Zombie trâu, trâu. Uầy, con zombie tí hon là đã trâu vãi cả nồi các bạn. Oh my god, mình đã được gì? Cái gì đây? Xe mỏ có lò nung. What the xe mỏ có lò nung. Uầy. Chạy lẹ các bạn ơi. Chết tôi rồi. Không có cúp, không có rượt. Con này bắn đầu lắm á nha. Bắn dễ trúng lắm nha. Né. Wow. Ui. Còn gặp con zombie tí hon này nữa. Chết tôi rồi. Chạy lẹ. Oh my god. Ở đây là mấy cái này mình lấy hết rồi đúng không? Công thức này là chế tạo, mình đã chế tạo hết rồi nè. Vậy bây giờ mình còn cái công thức gì nữa ta? Bây giờ mình sẽ cần có gỗ. Bây giờ mình cần công thức gì nè? Công thức gì có thể ra gỗ được nhờ? Ở vùng quanh vùng này mình không kiếm ra cái công thức nào đó mình ta đổi được ra gỗ các bạn ơi. Từ nha, để mình ăn phát. Trời ơi, gặp cái mấy con ấy ghê quá. Gặp mấy con xương á, mình sợ là mấy con xương thôi chứ còn mấy con ripper này là cùi bắp các bạn ơi. Trời ơi, xương nhiều vãi rồi. Ripper nhiều vãi rồi. Chạy, let's go. Chạy. Thiệt chứ. Chứ bây giờ chúng ta chơi Minecraft mà nó khó như thế này. Wow. Có cái bụi cây khô. À, nãy giờ là mình đi tìm mấy cái thứ nào đó lạ lạ để chúng ta craft cho nó kiếm công thức craft các bạn ơi. Chứ kiểu cảm giác không được rồi. Đập ra bụi cây khô, vẫn ra cây khô mà. Nhưng mà mình cần nó. Ui. Quái đồng thế. Oh my god, mình sắp chết rồi các bạn. Mình cảm giác là mình sắp chết rồi đó. Trong người mình không có gì ăn luôn á. Trời ơi. Chết rồi, giờ sao ta? Ấy chà chà. Cút. Chạy. Quay bên này. Trời ơi. Dễ gì bắt được. Trời ơi, mình gọi là siêu chạy trốn. Ôi ôi. Xong rồi bạn ơi. Toan rồi đó. Quái thì đông. Chỗ trốn thì không có. Công thức thì cũng không có luôn. Toan.
toàn từ A tới Z các bạn ơi. Trời ơi, toàn rồi, không được, để mình chạy phát đã. Quay, sống rồi các bạn ơi. Sống rồi, mình thấy một cái ngôi làng. Yeah. Mình có thể vô đây. Ừ. Chạy được, còn hai máu. Ôi, mình nhảy mình té. Quay, có thêm cái kim tự tháp nữa. Tuyệt vời vãi nồi, đi vô nhà, đi vô làng này. Ngủ ké các bạn, ngủ ké là trời sẽ sáng. Mà trời sáng thì chúng ta sẽ sống và chúng ta sẽ có đồ ăn luôn. Là tại vì sao? Tại vì ở đây có lúa, khoai tây, bánh mì, cà gốt rồi các thứ, các kiểu luôn. Yes. Vừa này có ai không? Có người rồi. Có nhà nào mà chưa có ai ở không? Cho tôi ở ké thôi. Ây chà, cho tôi ở kế với, không có. Ây da, sắp toan rồi. Ơ hên quá. Hết rồi. Thấy con này cũng sợ nữa các bạn. Vô đây, vô hộ. Trấn lột. Trấn lột các bạn. Trấn lột thằng dân làng lấy cái giường của nó. Tuyệt vời, yes. Như vậy là chúng ta đã gọi là hoàn thành được một đêm gọi là máu lửa. Trời ơi, như vậy là sống rồi các bạn ơi. Từ từ nha, để bây giờ mình lấy cái block này nè. Đấy, trời ơi, sau đó đổi ra gọi là lúa. Rồi chúng ta sẽ làm bánh mì. Ở đây có bàn chế tạo không? Sẽ toàn mấy cái thùng không vậy? Nhìn làng gì không có... Uầy. Toàn thế nhờ, băng nén. What the băng nén? No. Oh my god. Quay lúa mì này mà không có bàn chế tạo. À, chưa chắc gì chúng ta chế tạo nó được nữa các bạn. Tại vì sao? Tại vì cái này là công thức đã thay đổi rồi. À, mình quên mất. No. Như vậy là chúng ta chỉ có thể ăn cà rốt khoai tây thôi. Trong đây có cà rốt khoai tây không? Không có thì lại càng toang nữa. Tại mấy cái hạt củ dền này là chết tôi rồi. Chết tôi. Trời ơi, rồi luôn rồi. Toang rồi. Toang rồi các bạn ơi. Không có đồ ăn rồi. Tưởng đâu vô đây kiếm được đồ ăn, ai về đổi ra băng nén. Oh my god. Ăn uống gì tầm này nữa, này ăn được không? Không được, này phải nấu lên mới ăn được. Bây giờ cái xe mỏ có lò nung này bây giờ đặt ra sao đây? Phải có cái đường ray thì mới đặt được cái xe mỏ này ra các bạn. Không có đường ray là làm gì đặt được cái xe mỏ này ra. Ôi ôi nó còn... gì? Công thức này chưa bị thay đổi. Yes. Yeah. Sống rồi các bạn ơi. Yeah. Công thức này chưa bị thay đổi các bạn. Oh my god. Còn gì nữa ta? Trong đây có gì? Này hàng rào rồi không. Hên quá. Uầy, hên quá. Ở trong đây hình như có một cái bàn chế tạo thật là sung sướng các bạn ơi. Ôi. Đồ ăn đây rồi. Uầy. Chứ bây giờ lúa gọi là mình thấy gọi là lúa nó có giá trị như bây giờ luôn các bạn ơi. Wow. Chưa bao giờ luôn á. Thiệt sự. Ôi làm mấy cái này đã ăn. Làm thịt zombie đã ăn các bạn. Trời ơi đói. Đói tới nỗi mà ăn thịt zombie là các bạn biết rồi. Cuộc sống nó bế tắc cỡ nào các bạn. Đây mình sẽ trồng lại. Đây, xà, ngon lành luôn. Nhưng mà trong làng này à, đây có cái chỗ tụi kia kìa. Tụi gì đó, cái kim tự tháp chứ không phải cái chỗ của tụi. Wow, đồ ăn tới rồi, được ba cái bánh mì ăn thêm phát nữa là đầy không? Chỗ không đầy, đầy không đầy thì ăn cái này vô cho nó đầy. Đấy, mình cứ gọi là phải tiết kiệm các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vô đây khám phá coi trong kim tự tháp này chúng ta có được cái gì nha các bạn. Thử coi trong này chúng ta sẽ chế tạo được cái gì đây. Ngon thế nhờ, vô tình tìm thấy kim tự tháp nhờ. Rồi, giờ phải đào xuống. Trời. Không có cúp, không có gì hết. Đào tới bao giờ đây? Trời ơi, đào. Không sao, mình vẫn còn block lên. Nhưng mà quan trọng là giờ đi xuống là nó mới cứng nè các bạn à. Cứng vãi nồi, đá này cứng vãi nồi luôn ấy. Rồi. Quá. Quá đi rồi, sắp xuống rồi các bạn ơi, cố lên, còn vài cục nữa thôi, cố lên thôi. Là cái này nó cứng nhưng mà nó cũng mềm à. Trong cứng nó có mềm, trong mềm nó có cứng các bạn à, cho nên hơn là mình vẫn có thể gọi là đấy, còn có thể xuống kịp đấy. Trời ơi, nhanh thôi, rồi xuống ô nữa là được rồi. Rồi đập cái cục này ra, không dặm cái nổ bánh xét luôn á. Ơi quay lắc à. Wow, Emerald.
Wow. Vãi nồi đĩa. Đĩa cảm ứng này làm gì trời? Công thức này chế tạo được nè. Vãi nồi kem dung nham. Trời ơi. Ai đó có thể cho tôi công thức nào mà có thể sử dụng được không? Vàng, trời ơi, vàng. Bây giờ vàng cũng không giúp mình được cái gì các bạn ơi. Không thể nào cứu sống được hết. Ok, bỏ cái nút đi. Rồi gì nữa, táo vàng. Sắt cũng không cứu mình được các bạn ơi. Emerald nhiều thế. Quay, emerald hơi bị nhiều quá. Bây giờ mình sẽ đi về mình làm cái công thức ghép tất cả block lại, tức là ghép block gì đó, ghép cái block sắt lại các bạn. Chín sắt không? Năm sắt cũng có công thức. Năm sắt vẫn làm có công thức được các bạn. Và trong này nó có bàn chế tạo thì chúng ta có thể chế tạo một vài cái công thức gọi là lạ mắt ở trong này nào. Đây. Vàng đúng không? Resin lab. Uầy. Cục vàng ra cửa, cục sắt ra gì? Resin lab. Xiển. Từ. Kính. Cái hồ, trời ơi. Công thức chế tạo. Oh my god. Uầy, cái này là xịn nhất rồi đó bạn. Đúng không? Cái này là xịn nhất ở cái gì? Wow. Công thức. Wow. Công thức chế kiếm. Kiếm thì gọi ra cùi hả? Coi công thức chế kiếm sắt thì sao? Quay thịt. Mình nghĩ này là xịn nhất rồi. Mình sẽ lấy cái này. Đấy, có một cái giày kim cương ngay. Trời ơi, ta nói nó gọi là đỉnh của đỉnh các bạn. Bây giờ mình sẽ làm cái gì nhờ? Công thức này làm gì có công thức đúng không? Này làm gì có công thức. Thì cứ ngáo luôn hả bạn? Oh my god. Wow. Nói chung là chúng ta cũng được phải có công thức, có cái xẻng, nhưng mà cái xẻng thì mình đâu có cần các bạn. Xẻng thì nó cùi mà, cái xẻng tầm này cần gì cái xẻng. Bỏ đi vô được vô đây không? Thiệt luôn, không bỏ gì vô được các bạn ơi. Chán thiệt chứ. Bánh mì. Yeah. Trời ơi. Ơi giời, bánh mì đây rồi. Trời ơi. Chưa bao giờ chúng ta nghèo đói bánh mì như thế này. Ngáo công thức luôn các bạn. Bật lửa là bí ngô hả? Ok, vứt cái này lên. Mình nghĩ là vứt cái này là băng nén này chắc cũng vứt luôn. Vứt luôn, vứt hết. Không có gì mà dùng được các bạn. Vứt đi. Chơi mà người ta đang đứng cái đẩy khó chịu thiệt chứ. Ai chà, không có công thức nào dùng được hết. Cái dây. Dây cũng không dùng được. Cầu thang gỗ cũng chẳng dùng được. Cầu thang. Kính. Lấy kính cũng chẳng làm gì. Cái gì vậy? Mình vừa mất gì rồi. Cái đó cũng không làm gì. Mía cũng không làm gì. Ê, mía có công thức nha. Mía nãy mình có công thức chế tạo giấy nha. Để mình coi. Công thức mình chế tạo giấy nó ra cái gì. Wow, chế tạo mía ra đất luôn, ghê thiệt, kinh. Còn cái này 8 cục, trời 9 cục là ngon rồi, 9 cục là mình có thể làm được công thức rồi, nhưng mà thật tiếc là 8 cục đó bạn ơi. Wow, thật sự là gọi là khó bạn ơi, chơi cái này hơi bị khó luôn á, tại vì nó đảo lộn công thức từ lưa mà, cho nên các bạn mà muốn kiếm một công thức mà nó để mà phục vụ cho các bạn sinh tồn thì hơi bị căng thẳng á, chứ không phải đơn giản đâu. Sống nó khó khăn lắm. Chơi ở cái thế giới khó vãi nồi luôn ấy. Mình gọi là pro laser mà mình còn chơi hổng được nữa. Đừng nói. Đấy. Uầy. Nhưng mà được cái mình có được một cái giày kim cương là sao mình chế tạo được khuôn bộ kim cương nhờ. Khó. Chế tạo từ sắt. Từ cái cúp sắt ra là ra cái công thức giày kim cương của bạn. Ok fit. Đấy. Để mình đi qua đây rồi. Còn cái công thức nào chúng ta có. Nghe tiếng zombie, dâm bụng, các thứ này. Hơi chua. Nói chung là mình phải kiếm được cái cúp ấy. Có cái cúp, ưu tiên được cái cúp thì ngon. Nhưng mà ở trên này như là hết gọi là mấy cái thứ mà mình có thể craft được rồi các bạn ơi.
thế giới ở trên này hơi khó bạn. Grab cũng hơi khó, có được cây cúp là ngon nhưng mà không biết kiếm cây cúp ở đâu luôn ấy. Tìm cây cúp để đào á, đào được block ra là ngon, đào xuống dưới ấy, rồi đổi mấy cái cục đá, làm cúp đá, các thứ công thức thì nó sẽ dễ dàng hơn nhưng mà gọi là khó quá. Chứ là phải có thời gian các thứ các kiểu đi ngồi tìm hiểu, phải nhớ công thức nữa bạn. Chơi Minecraft riết hồi giờ tưởng đâu mình cái này hoa văn gì đây, phù hiệu hoa gì đây, cái này là cái hình như phù hiệu hoa của cờ đúng không? Lên đen lên xám cũng không được luôn, không có ghép được gì hết các bạn ơi. Cửa sập rồi gì nữa đây, trong này không có gì mà mình. Ê, bên kia có một cái kim tự tháp nữa. Ai chà chà, ai chà chà, có một cái kim tự tháp nữa các bạn. Ơi biết vậy nãy mình lấy cái bàn chế tạo đi. Ngu thế nhờ, sao mình lấy cái bàn chế tạo đi nhờ, ngu thế. Ngu thiệt, ngu thiệt. Ê, uầy, mày em tay đó không dưới rồi, sợ phải rồi. Đấy, quay để mình vô đây mình coi thử coi. Chúng ta đi xuống ở đây kiếm thử được cái cúp không? Chỉ cần có cái cúp thôi là mình gọi là thay đổi cuộc đời luôn á. Cuộc sống ta sẽ gọi là nở hoa ngay nha các bạn. Chỉ cần có một cái cúp thôi, chứ không là nó sẽ bế tắc lắm. Ok, mình đã xuống rồi đây. Baby kim cương các bạn ơi. Wow, Baby kim cương. Ui, sắc nè. Ui, vàng nè. Wow, baby kim cương. Ái chà chà, baby kim cương ngon đấy. Các bạn biết sao không? Nhưng mà không biết là cái công thức kim cương thì nó ra cái gì các bạn à. Bây giờ mình sẽ gọi là đi ngược về lại. Chúng ta đi ngược về cái ngôi làng. Ngôi làng mới hả? Oh my god. Wow, nhân phẩm hơi bị cao đấy. Oh my god, lại có làng mới nữa các bạn. Hay là làng cũ ta? Mình cũng không biết làng mới hay làng cũ nữa. Nhưng mà thôi kệ, mình vô đại đi ha. Vô kiếm bàn chế tạo các bạn. Rồi mình ngủ một giấc. Qua đêm, ta kiếm được 3 cục kim cương rồi. Ê, cút, ta không chơi mày. À, làng mới bạn ơi. Hình như vậy, đúng rồi, làng mới đúng rồi. Cái lúa nó mọc rồi kìa. Làng mới. Ôi trời ơi, có giường luôn nè. Quầy che chắn với kim cương. Tuyệt vời thế nhờ. Oh my god. Rồi, đâu? Làng này. Đây, bàn chế tạo đây rồi. What the hell, chế tạo xẻng ra cái giường. Quầy ống dẫn. Ê, lần làm công thức block. Trời ơi, mà block vàng thì ra cái đất nung. Mày giỡn tao chát. Trời ơi. Có. Vậy là có kim cương cũng như không các bạn ơi. Trời ơi. Có kim cương thì cũng chẳng làm được cái gì các bạn. Tại vì sao? Tại vì công thức nó đã thay con ngựa đổi hết luôn rồi các bạn ơi. Thì ok các bạn, thì mình review cái data pack này cho các bạn biết là nó thú vị và nó hấp dẫn như thế nào, nó làm cho các bạn gọi là chơi Minecraft nó đỡ nhàm chán hơn. Thì ok đó, nhưng mà đềm thích là tiếp tục những cái video gọi là review data pack này, thì đừng quên chứ mình đạt 2000 like và đừng quên là xem bên kênh channel channel MK Minecraft cũng như là MK MCB để ủng hộ cho mình nhé. Mình có đăng những cái clip rất là thú vị ở bên hai cái kênh đó nha các bạn. Còn bây giờ có lẽ mình sẽ tạm dừng clip đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. À, đừng quên là theo dõi fanpage MK Gaming Việt Nam nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp nha. Bye bye.